Ngày 2 tháng 3, tiệc tứ phủ cô bé cửa suốt. Ngày 3 tháng 3, tiệc Đức Quốc mẫu Liễu Hạnh, mẫu đệ nhất thượng thiên. Ngày 6 tháng 3, tiệc vương tử đệ nhị Trần Triều Hưng hiến đại vương. Ngày 7 tháng 3, tiệc cậu bé đổi ngang. Ngày 14 tháng 3, làm tiệc châu đệ tứ khâm sai. Ngày 17 tháng 3, tiệc châu tám bát nàn.